Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Ở tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập để kiểm tra cho kỳ thi cuối học kỳ 2. Về hình thức kiểm tra học kỳ 2, chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp. Thời gian làm bài là 45 phút, gồm có 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn thi học kỳ 2 của khối 8 gồm có bài 12, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình, bài 13, phòng chống tệ nạn xã hội, tích hợp bài 16, quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, bài 17, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, bài 18, quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Về nội dung ôn tập, chúng ta sẽ xem kỹ phần lý thuyết là phần nội dung bài học của các bài 12, 13, tích hợp 16, 17 và 18. Về phần bài tập, các em sẽ coi kỹ cho cô các câu trắc nghiệm trong đề cương và các bài tập nằm trong sách giáo khoa. Về nội dung bài học của bài 12, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình, chúng ta cần nắm rõ khái niệm gia đình là gì và pháp luật nước ta quy định như thế nào. Trích điều 34, 35, 47 và 48 luật hôn nhân và gia đình năm 2000, trong đó có quy định nghĩa vụ và quyền hạn của cha mẹ, ông bà, cũng như là nghĩa vụ và quyền hạn của con cháu và ý nghĩa của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số câu trắc nghiệm. Câu số 1, cha mẹ có nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con. A. Quyền và trách nhiệm. B. Nghĩa vụ. C. Quyền và nghĩa vụ. D. Trách nhiệm. Và sau đây là gợi ý đáp án của cô. C. Quyền và nghĩa vụ. Câu số 2. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? A. Con cháu kính trọng vâng lời ông bà cha mẹ. B. Cha mẹ tôn trọng việc lựa chọn nghề nghiệp của con. C. Cha mẹ yêu cầu các con không được làm những điều trái pháp luật, trái đạo đức. D. Anh chị em tranh chấp chiếm đoạt tài sản nhau. Và đáp án của cô là D. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì? A. Con cái bất hiếu với cha mẹ. B. Con cái yêu thương cha mẹ. C. Con cái không tôn trọng cha mẹ. D. Con cái tôn trọng cha mẹ. Và đáp án của cô A. Con cái bất hiếu với cha mẹ. Câu kế tiếp, em hãy thử hình dung nếu không có tình yêu thương, sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà cha mẹ thì em sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu như em không làm tốt bổn phận và nghĩa vụ đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em? A. Nếu không có tình yêu thương, chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ thì cuộc đời em sẽ đầy khó khăn, vất vả và bất hạnh. B. Nếu không làm tốt bổn phận và nghĩa vụ đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em, là đứa con bất hiếu, sống không có đạo đức, gia đình bất hạnh, em sẽ bị xã hội lên án. C. Cả A, B đều đúng. D. Cả A, B đều sai. Và sau đây là đáp án của cô. C. Cả A, B đều đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học của bài 13, phòng chống tệ nạn xã hội. Ở phần nội dung này, chúng ta cần nắm rõ thế nào là tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội bao gồm là những hành vi sai lệch với chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây ra những hậu quả xấu về mọi mặt. Vậy thì tác hại của tệ nạn xã hội là gì? Thứ nhất, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức. Thứ hai, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thứ ba, gây rối loạn trật tự xã hội. Và thứ tư là làm suy thoái giống nòi dân tộc. Tệ nạn xã hội gồm có ma túy và mại dâm, đó là hai cái dẫn đến HIV và AIDS. Phần ba nhỏ là pháp luật quy định điều gì? Pháp luật nghiêm cấm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán ma túy. Người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện. Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm. Vậy thì pháp luật quy định như thế nào đối với trẻ em?
Đó là thứ nhất, trẻ em không được đánh bạc, không được hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích. Thứ hai nữa là nghiêm cấm lôi kéo dụ dỗ trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội. Bốn nhỏ, trách nhiệm của học sinh là gì? Học sinh phải sống lành mạnh, biết giữ mình và tuân theo các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu một số câu trắc nghiệm của bài 13. Câu số 1. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội, là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Tệ nạn xã hội. B. Vi phạm pháp luật. C. Vi phạm đạo đức. D. Vi phạm quy chế. Và đáp án của cô là A. Tệ nạn xã hội. Câu kế tiếp. Là con một trong một gia đình nên Quờ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Từ khi học lớp 6, mỗi khi Quờ xin tiền để tiêu xài là bố mẹ đều đáp ứng ngay và không cần biết Quờ dùng tiền đó vào việc gì. Bị mấy bạn xấu rủ rê, Quờ đã sa vào tệ nạn tiêm chích ma túy. Đến khi trở thành con nghiện thì bố mẹ mới biết. Thông tin trên cho thấy gia đình cần làm gì để phòng chống tệ nạn ma túy. A. Nuông chiều và cho con tiền mà không cần biết lý do. B. Giáo dục nếp sống lành mạnh và trang bị đầy đủ những kiến thức về biện pháp phòng tránh. C. Cho con thử dùng một lần cũng chưa nghiện được. D. Không quan tâm đến những việc con làm. Và sau đây là đáp án của cô. B. Giáo dục nếp sống lành mạnh và trang bị đầy đủ những kiến thức về biện pháp phòng tránh. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Trẻ em dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào? A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm. B. Cảnh cáo. C. Phạt tù. D. Khuyên răn. Và đáp án của cô là A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Tác hại của tệ nạn xã hội là gì? A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người. B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc. D. Cả A, B, C đều đúng. Và đáp án của cô là D. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung bài học của tích hợp bài 16 và bài 17. Ở bài 16 này chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là quyền sở hữu và pháp luật quy định như thế nào, cũng như là trách nhiệm của nhà nước và công dân. Thì khái niệm thế nào là quyền sở hữu, chúng ta cần nắm những ý chính. Quyền sở hữu của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, và gồm có 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Trong 3 quyền này thì quyền định đoạt là quyền quan trọng nhất. Về phần 2 nhỏ, pháp luật quy định như thế nào, thì chúng ta cần nắm rõ công dân có quyền sở hữu về những cái tài sản như thế nào, ví dụ như là thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, v.v. Và ngược lại thì công dân có nghĩa vụ gì, ví dụ như là nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân hay là của tổ chức, của tập thể, của nhà nước. Vay nợ phải trả đủ, trả đúng hẹn và bảo quản, trả lại cho chủ sở hữu nếu như mình làm hư hỏng thì mình phải sửa chữa hoặc bồi thường, v.v. Về phần 3 nhỏ, trách nhiệm của nhà nước và công dân, thì nhà nước phải công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Còn công dân thì phải đi đăng ký quyền sở hữu để nó là cơ sở cho nhà nước công nhận và bảo hộ cái quyền hợp pháp của mình. Và sau đây chúng ta sẽ làm một số câu trắc nghiệm của bài tích hợp. Câu đầu tiên. Khi Trâm thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền của một người khác, em sẽ làm gì? A. Làm lơ, làm thinh. B. Tiếp tay giúp đỡ bạn để bạn dễ dàng hành động trộm cắp. C. Ngăn cản hành động của bạn. D. Tất cả đáp án trên. Và câu trả lời của cô là ngăn cản hành động của bạn. Câu kế tiếp. Chiếm hữu bao gồm những quyền gì? A. Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu. B. Quyền chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu. C. Chiếm hữu hoàn toàn và chiếm hữu không hoàn toàn. D. Cả A và B. Câu trả lời D. Cả A và B. Câu kế tiếp. Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây? A. Xe máy do mình đứng tên đăng ký.
B. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên. C. Thửa đất do mình đứng tên. D. Căn hộ do mình đứng tên. Và đáp án của cô C. Thửa đất do mình đứng tên. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Việc ông A cho con gái thừa kế một mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào? A. Quyền sử dụng. B. Quyền định đoạt. C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp. Đáp án B. Quyền định đoạt. Câu kế tiếp. Trách nhiệm nghĩa vụ của công dân. A. Không tôn trọng quyền sở hữu của người khác. B. Không xâm phạm tài sản của người khác. C. Khi vay nợ không cần trả nợ đầy đủ đúng hạn. D. Tất cả đáp án trên. Câu trả lời B. Không xâm phạm tài sản của người khác. Câu kế tiếp. Nhà nước 3 chấm quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Trong đó 3 chấm đó là A. Công nhận và chịu trách nhiệm. B. Bảo hộ và chịu trách nhiệm. C. Công nhận và đảm bảo. D. Công nhận và bảo hộ. Gợi ý trả lời. Chúng ta cùng đến với nội dung bài học của tích hợp bài 16 và 17. Ở đây chúng ta cần nắm rõ 4 ý. Ý thứ nhất, chúng ta cần nắm rõ định nghĩa thế nào là tài sản nhà nước và thế nào là lợi ích công cộng. Và chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, bởi vì nó là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phần 3 nhỏ là nghĩa vụ công dân, tức là công dân có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Phần 4 nhỏ, chúng ta cần nắm được trách nhiệm của nhà nước là gì. Và câu trắc nghiệm của tích hợp bài 17. Câu đầu tiên, quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, cho, tặng được gọi là A. Quyền định đoạt. B. Quyền khai thác. C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp. Và gợi ý trả lời A. Quyền định đoạt. Câu kế tiếp, trách nhiệm của nhà nước bao gồm A. Ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân. B. Quy định các biện pháp và hình thức xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu. C. Tuyên truyền giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Câu trả lời D. Câu kế tiếp, quyền sở hữu bao gồm các quyền A. Quyền chiếm hữu. B. Quyền sử dụng. C. Quyền định đoạt. D. Cả ABC. Và câu trả lời B. Cả ABC. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Trên báo có đăng tin tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước. Hành vi này gọi là A. Phá hoại lợi ích công cộng. B. Phá hoại tài sản của nhà nước. C. Phá hoại tài sản. D. Phá hoại lợi ích. Và đáp án B. Phá hoại tài sản của nhà nước. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu của nhân dân và do nhà nước quản lý? A. Đất sản xuất và đất ở. B. Tài nguyên trong lòng đất. C. Nguồn lợi thủy hải sản. D. ABC. Câu trả lời D. ABC. Câu kế tiếp. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì? A. Tôn trọng và bảo vệ. B. Khai thác và sử dụng hợp lý. C. Chiếm hữu và sử dụng. D. Tôn trọng và khai thác. Đáp án tôn trọng và bảo vệ. Câu số 37. Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước? A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp. B. Phần vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài. C. Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. D. Phần vốn do cá nhân tổ chức gửi tiết kiệm vào trong ngân hàng. Đáp án B. Phần vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài. Câu kế tiếp. Lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây? A. Đường quốc lộ. B. Khách sạn tư nhân. C. Phòng khám tư. D. Căn hộ của người dân. Đáp án A. Đường quốc lộ. Câu kế tiếp. Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là A. Lợi ích. B. Lợi ích tập thể. C. Lợi ích công cộng. D.
lợi ích nhóm. Đáp án C, lợi ích công cộng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần nội dung bài học của bài 18, quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Ở phần lý thuyết, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quyền khiếu nại. Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hay nhỏ là quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Ba nhỏ hình thức mà chúng ta có hai hình thức. Ví dụ như là về khiếu nại, chúng ta có thể trực tiếp hoặc gửi đơn đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Tố cáo cũng vậy, chúng ta cũng có thể trực tiếp hoặc là gửi đơn đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. Bốn nhỏ, quyền khiếu nại và tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật. Năm nhỏ, trách nhiệm. Trách nhiệm của nhà nước là ban hành luật khiếu nại tố cáo, nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo. Trách nhiệm của công dân là trung thực, khách quan, thận trọng, không được lợi dụng để vu khống, vu cáo, làm hại người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trách nhiệm của bài 18. Câu số 1, quyền của công dân là báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Khiếu nại. B. Tố cáo. C. Kỷ luật. D. Thanh tra. Và đáp án của cô là B. Tố cáo. Câu số 2, quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Khiếu nại. B. Tố cáo. C. Kỷ luật. D. Thanh tra. Và đáp án của cô là khiếu nại. Câu hỏi kế tiếp là học sinh chậm tiếng, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị bọn chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn? A. Mặc kệ T vì không phải việc của mình. B. Bắt T chia tiền cho mình, nếu không sẽ mét với cô giáo. C. Báo với thầy cô hoặc bố mẹ của T để ngăn chặn kịp thời những hành động của T và nhóm bạn xấu đó. D. Coi như không biết để tránh liên lụy đến mình. Và đáp án của cô C. Báo cáo với thầy cô hoặc bố mẹ của T để ngăn chặn kịp thời những hành động của T và nhóm bạn xấu đó. Câu kế tiếp, phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư, chúng ta cần phải làm gì? A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng. B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng. C. Mặc kệ coi như không biết. D. Nhắc nhở công ty X. Và đáp án của cô làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng. Chào tạm biệt các em. Chúc các em làm bài thi thật tốt.